Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Thì đây là cái mấy cái con bò cạp sa mạc con của mình nha bạn. Thì hôm nay thì cái con bò cạp sa mạc mẹ nó đã sinh sản thêm một lần nữa nha bạn. Đó, sinh sản là thứ hai cho mình nha bạn. Đó đây. Đó, thì nó sinh sản cách đây cũng 5 ngày rồi bạn. Đó, nhưng mà đến hôm nay thì mấy con bò cạp con nó đã xuống lưng rồi nè. Thì mình mới quay cho bạn xem nè. Chứ bữa nó còn đeo đeo trên cái lưng cái con bò cạp mẹ đó. Đó, mình không có quay cho bạn xem á. Thì hôm nay mấy con bò cạp con nó đã xuống lưng rồi nè bạn. Đó, thì nó sinh sản cách đây là khoảng 3 tháng nha các bạn, 3 tháng ha. Thì hôm nay thì đã sinh sản cho mình thêm một lần nữa nè. Đó, thì mấy con một cặp sa mạc con thì nó cũng đã xuống lưng rồi nè các bạn. Đó, đó bạn. Thì cái cách đây cũng một tuần mình cũng có cập nhật cho bạn xem mấy con một cặp sa mạc con của mình đó bạn. Đó, thì cái đợt đầu, lứa đầu thì nó cũng đã lớn rồi, có con lột xác được 2 lần ha, có con lột xác được 1 lần ha bạn ha. Đó, thì mình cũng tặng cho các bạn chơi cũng nhiều rồi. Đó, thì hôm nay thì nó sinh sản cho mình thêm một bầy nữa nè bạn. Đó, thì cái dòng bò cạp sa mạc này là nó sinh sản lưỡng tính nha bạn ha. Đó, sinh sản lưỡng tính ha, nó không còn con đực, nó vẫn sinh sản được nha bạn. Đó, thì cái con bò cạp mẹ đã sinh sản cho mình lần thứ hai. Đó, thì con bò cạp mẹ đang ở dưới đây nè, các bạn thấy cái đuôi nó không? Thì bây giờ mình sẽ dỡ cái miếng dán ra ha, miếng gỗ này ra nè bạn, để cho bạn xem nha. Đó, còn qua con gòn nó bù trên cái miếng cây. Để mình lấy nét lại cho các bạn xem nha. Đó, bạn thấy không? À, cũng còn khá là nhiều con bò cạp con, nó còn trên lưng cái con bò cạp mẹ nè, bạn thấy không? Nó chưa xuống lưng hết nè. Đó, cũng còn khá là nhiều ha bạn ha. Thì mới có 4-5 ngày thôi, 5 ngày, 4-5 ngày gì đó. Đó, bạn thấy còn những con này nó xuống lưng rồi, nó bò lên cục đá nè. Đó, còn một số nè, nó còn ở trên lưng cái con bò cạp mẹ nè, bạn thấy không? Đó, số lượng bò cạp con lần này thì mình thấy cũng khá là nhiều nha bạn. Đó, quá trời luôn nè bạn. Đó, lần trước mình chưa có đủ cái hũ để mình tách riêng bò cạp con ra nữa, mà đến nay thì nó lại sinh sản cho mình thêm một bầy nữa rồi. Đó, con này cũng sinh sản cũng khá là lẹ nha bạn. Nó cũng khoảng 3 tháng thôi. Đó, thì nó làm cho mình thêm một bầy nữa. Đó, mình động đậy cái nó bỏ đi bạn, nó đi di chuyển đi bạn thấy không? Đó, các bạn khá là nhiều con bò cạp con trên lưng luôn bạn. Đầy nhóc nhóc trong lưng các bạn. Đó, mai đã bò trên tảng đá cũng một mớ rồi nè. Đó, một số trên cái lưng đó nè. Đó, bạn thấy không? Quá trời luôn nè. Đó, thì cũng có nhiều bạn hỏi mình có bán mấy bò cạp sa mạc này không, thì mình không có bán bò cạp sa mạc nha bạn. Đó, mình chỉ nuôi chơi thôi nha bạn. Đó, nuôi chơi rồi mình quay video cho bạn xem thôi, nhưng mình không có bán mấy con bò cạp sa mạc này nha. Đó, có những bạn nào thích thì nhắn cho mình thì mình tặng thôi. Đó, nhưng mà phải đến nhà mình lấy nha bạn, chứ mình không có giao nha. Nhưng mà bạn nào đến lấy thì mình thấy là lớn rồi, khoảng 22 mấy tuổi gì đó thì mình mới tặng được nha bạn ha. Bạn nào nhỏ tuổi thì mình xin không được tặng nha. Thì mấy con bò cạp sa mạc này nó có độc ha, cũng rất là nguy hiểm nha bạn. Đó, bạn nào nhỏ tuổi thì không nên nuôi nha bạn. Đó, thì mình cũng khuyến cáo ha, bạn nào nhỏ tuổi thì không nên nuôi bò cạp giống như mình nha. Đó, vì bò cạp sa mạc nó cũng có độc trong cái chỗ cái kim độc của nó nha bạn. Chích vào thì không ổn đâu nha bạn. Đó, bạn thêm nè, thôi những cái con nó xuống lưng, nó bò trên cái cục đá nè. Đó, khá là nhỏ nha bạn, mình khó lấy nét lắm. Đó, bạn thấy cái con nào mà mờ bạn thông cảm mình nha, vì nó nhỏ lắm, nhỏ xíu à. Bạn thấy nó, mình để cái máy vậy thôi chứ nó rất là nhỏ nha bạn. Đã vậy bạn ha. Đó, lại sinh sản lần thứ hai. Đó, mình chưa biết là bao nhiêu con nha bạn. Đó, thì đợt trước là mình đếm là khoảng được 31-32 con gì đó bạn. Đó, còn đợt này thì mình thấy cũng khá là nhiều nè. Đó, quá trời luôn nè bạn. Đó, đợt trước thì cách đây một tuần mình có cập nhật cho bạn xem cái video á, thì cái con một cặp mẹ nó đào một cái lỗ á. Đó, đào một cái lỗ, nó xuống cái lỗ nó rồi mình cũng như lần trước thì mà nó sắp sinh sản á bạn, thì nó cũng đào một cái lỗ. Thì mình cũng có nói cho bạn nghe là cái con bò cạp này có thể là sắp sinh sản á. Thiệt đúng thiệt thì cách đó 1-2 ngày sau thì nó đã sinh sản các bạn. Nó đào một cái lỗ dưới cát các bạn, nó chui dưới á. Đó, chỗ mình đẩy cái miếng dây cây khô á thì nó chui vô cái lỗ đó. Đó, nó không ăn các bạn, nó bỏ ăn. Đó, thì nó chui vô cái lỗ đó thì nó sinh sản cho mình ha. Đó, thì nó sinh sản lưỡng tính ha bạn ha. Đó, nó sinh sản lưỡng tính, nó không cần con đực luôn, khá là hay luôn nha bạn. Đó, không cần con đực mà vẫn sinh sản được ha, đã sinh sản cho mình lần thứ hai rồi. Đó, đã gì các bạn. Đó, nó không phải giống như mấy con bò cặp đen của mình ha. Bò cặp đen của mình nuôi thì phải cần con đực ha, con cái con đực thì nó giao phối nó mới sinh sản được ha. Còn cái con bò cặp sa mạc này nó rất là ngộ ha. Đó, nó sinh sản lưỡng tính, nó tự sinh sản luôn. Mà mấy con bò cặp con này rất là nhỏ bé nha bạn, nhỏ xíu rồi nha.
Đợt trước mình nuôi mình không có mấy cái hũ để mình tách riêng đó bạn, đó nên nó cũng có những cái con một cặp con như nè đó, mình nuôi chung thì nó sẽ ăn lẫn nhau bạn, nó khi mà nó lột xác á đó, hoặc là nó đói nó ăn lẫn nhau nha bạn đó. Tốt nhất thì bạn nào có hũ tách riêng ra từng hũ, mỗi hũ một con bạn thì nuôi cũng ok hơn các bạn, chứ không nên mà nuôi cộng đồng chung bạn đó. Vượt đợt trước mình nuôi cộng đồng chung thì cũng bị ăn lẫn nhau đó. Đó, đã chưa bạn ha. Đó mình mới gì đi lấy cái cây nhíp các bạn để mình thử mình đụng đụng cái con bò cặp mẹ coi nó có phản ứng như thế nào các bạn ha. Đó mình đưa đụng đụng nó thử coi nó phản ứng các bạn. Nó vừa hai cái cạn lên các bạn thấy không? Đây nè. Nó bè hai cái cạn nó ra nó bảo vệ con nó các bạn thấy không? Nè, mình đụng các bạn. Đó, bè hai cái cạn nó ra nè. Đó, khá là dữ luôn nha các bạn. Đó, bảo vệ con nó ghê lắm các bạn. Đó. Thì cái con bò cặp sa mạc này em bữa mình có cho nó ăn thử mấy con dán dubia các bạn, nó thì nó cũng ăn dán dubia nữa các bạn, đó, thả vô cái nó bắt dán dubia nó ăn luôn các bạn, không phải nó không phải là ăn dế không, nó cũng ăn dán dubia được luôn nha các bạn, đó, thì nhà mình cũng nuôi dán dubia sinh sản nữa các bạn, đó, thì có thì mình bỏ vô cho nó ăn thử rồi rốt cuộc nó cũng ăn luôn các bạn, còn bò cặp sa mạc này thì cũng khá dễ nuôi ha, nó ăn sâu gạo các bạn, sâu dế. Dế rồi dán dubia đó các bạn, cái con thả vô là nó ăn các bạn, đói nó thả vô nó ăn. Cái con bò cạp sa mạc này mình nuôi cũng khá là lâu rồi các bạn, khá là lâu rồi, cũng như cũng gần cả năm rồi các bạn, gần cả năm rồi. Thì lúc mình mua thì nhỏ xíu à, nó bự cái con bò cạp con này chút xíu các bạn, là mình mua đó như nó lột xác mới được có một lần thôi, đó, kêu gì một y hay y gì các bạn, mình không có rành nữa, nó rất là nhỏ, đó mình mua như đợt đó mình mua như 100k nhiêu mình cũng quên đó các bạn. 100k đó, thì đó năm nay thì nó sinh sản cho mình nè hai bầy, một bầy bầy trước là 32 con các bạn đó, còn bầy này thì mình không biết nhiều nhưng mà bầy này mình thấy cũng khá là nhiều, số lượng cũng trên 30 con các bạn đó, nếu tính ra 100k một con thì mình thấy là có lời nha các bạn ha, đó mình thấy là như là có lời đó đó, nhưng mà mình không có bán nha các bạn ha, mình không có bán bò cạp nha đó, bạn nào thích thì đến nhà mình ha, mình tặng cho chơi chứ mình không có bán nha các bạn ha, nhưng mà bạn phải phải lớn nha ha, trên 20 tuổi hai mấy tuổi gì đó nha mình mới tặng được nha bạn đó, bạn nào nhỏ thì cho mình xin nha, mình thông cảm nha, bạn thông cảm cho mình nha, tại vì cái bò cạp này nó có độc ha, nếu mà các bạn chơi lỡ bị nó chích vô thì không tốt nha bạn đó, không thì người lớn rồi đổ thừa cho mình ha, tặng cho các bạn chơi đó, bạn nào lớn tuổi rồi đó thì mình có những có cách mà biết cách thì xử lý gì đó thì mình tặng cho chơi ha, nhưng mà phải đến nhà mình bắt nha bạn, mình không có ship bột cạp hay là giao hàng nha, mình không có biết giao nha các bạn đó, thì cũng có thời gian này cũng mấy thời gian cách đây cũng khá là buồn mà có mấy bạn cứ kêu mình tặng dế ha, rồi tặng con vật của mình nuôi á, thì mình kêu tới nhà mình lấy thì các bạn kêu mình gửi tận nhà tới tận nhà các bạn á, thì mình nói mình không có gửi được á thì các bạn giận, các bạn đòi hủy kênh đăng ký kênh rồi tịnh lum các bạn đó, thì bạn nào yêu mến mình đó thì đăng ký kênh ủng hộ mình, xem video của mình thì mình cảm ơn các bạn ha đó, chứ các bạn đừng có lấy mấy cái con vật ra mà các bạn tạo áp lực cho mình ha đó, thì mình cũng mong các bạn thông cảm cho mình ha, mình không có gửi được cho bạn, các bạn nào thích thì đến nhà mình ha, mình sẵn sàng mình tặng cho bạn chơi ha, chứ đừng có mà lấy cái hủy đăng ký kênh rồi không xem video rồi ra mà hù mình nha bạn đó, bạn thông cảm cho mình nha. Đó, quay lại vấn đề chính ha, thì cái con bò cạp sa mạc của mình á thì nó sinh sản được lần thứ hai đó, thì mình sẽ cố gắng mình chăm ha, cho mấy em bò cạp này nè nó lớn lên nữa đó, thì cái bài trước thì mình cũng tặng cũng được cũng một số ha, với lại có một số thì nó ăn lẫn nhau bạn đó, do mình không có cái hũ để mình nhốt riêng bạn đó, thì nó cũng ăn lẫn nhau cũng khá là buồn ha bạn ha, đó thì để thôi lần này mình rút kinh nghiệm ha, để mình mua hũ mình tách ra riêng nữa coi đó, nhìn nó nho trên lưng bò cạp mẹ bạn, nó khá nhiều luôn nha bạn ha, đó quá trời luôn, dạ, thấy con bò cạp mẹ nó chưa ăn được đâu bạn ơi, đó, bò bạn thấy nó bè càng nha, nó chưa ăn được đâu, đó thì để một hai ngày sau nó mới ăn được bạn ơi, đó thì thôi giờ để mình lấy miếng gỗ đậy lại ha bạn ha, đó thì cái video hôm nay ha là cái con bò cạp sa mạc của mình ha, nó đã sinh sản lần thứ hai ở cho mình ha, bây giờ bò cạp sa mạc sinh sản lưỡng tính các bạn ha, nó không cần con cái không con đực nó vẫn sinh sản được ha bạn ha, nó sinh sản cho mình được thêm một đợt nữa, đợt này mình thấy là cũng khoảng trên 30 con các bạn, nó khá đã luôn đó.
Thì để trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem cái con bò cạp này nó xuống lưng hết hoặc là gì, nó phát triển như thế nào nữa. Thì các bạn nào mà muốn mình cập nhật thì các bạn cứ comment cho mình biết ha, thì mình sẽ cập nhật cho bạn xem về mấy con bò cạp sa mạc này ha. Đó, thì giờ mình sẽ lấy miếng cái gỗ mình đậy lại để cho nó bớt chết các bạn, để nó không nó ăn ấy con nữa ha. Và bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn coi video của mình nha. Các bạn có video thấy hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.